Hello, xin chào cô chú anh chị em và các bạn đến với kênh Trúc Hòn Phám Mê Ly Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Trúc vào bếp với món tàu hủ ki tươi chẹt. Và đây là gồm có 450g tàu hủ ki. Mình nuôi trong cái tàu hủ ki tươi mình nuôi trong cái bị nó như vậy nè nha cả nhà. 800g đậu hủ tươi, 20g bột năng, 20g hạt nêm chay, 1 muỗng tiêu và 10g đường. Và đây là rong biển, gồm có 2 gói rong biển, 40g rong biển. Hủ này nè, mình sẽ cho vào nồi để đi luộc cái đậu hủ này. Thì mình chỉ đôi rang như gì nè. Đó, mình chỉ làm 4 rang như gì nè, mình luộc cho những cái miếng đậu hủ này mình cho vào nồi hết để mình đi luộc nha. Nè, mình chớ nước vô mình đi luộc nha cả nhà nha. Mình chuẩn bị một cái thau. Mình sẽ lấy cái phần này ra nè. Trong cái gói của nó được 10 miếng tàu hủ ki như vậy nè. Thì mình lấy ra 2 miếng, đỡ tí nữa mình cứ chẻ nha. Mình lấy ra 2 miếng mình đỡ về một bên, mình cắt ra. Đây là cái vòng tròn cứng của nó nè. Đó, nó có cái sợi sợi như vậy nè. Cắt cái sợi sợi này nhỏ ra luôn, đỡ mình luộc luôn. Mình cắt nhỏ ra đỡ mình luộc nha. Lấy ra mình xếp lại á, mình cắt vòng tròn gì ra hết rồi. Đó, rồi mình cắt đôi ra. Nó dài á, mình cắt đôi ra. Mình cầm cái này nè, mình cắt đôi ra lại. Đó nè, cái cắt gì nè nha cả nhà. Đó, gì là đã xong rồi, giờ mình đi luộc nha. Đó, mình vào. Mình xẻ nước vào, mình đi rửa 2 nước. Mình rửa 2 nước cho nó sạch qua, xong rồi mình mới đi luộc cái phần này nha. Mình luộc đậu nửa tiếng là được, luộc đúng nửa tiếng là được rồi ha. Bây giờ Trúc sẽ vớt cái phần đậu này ra ha. Đó, bây giờ mình sẽ đỡ ra đây vào cái rổ này cho đậu nó réo ha. Ki này mình rửa để 2 nước rồi mình cho đi luộc. Mình sẽ cho vào cái son này đỡ đi luộc luôn nha. Cái này thì mình luộc không nhanh thôi, vì cái này nó luộc cũng nhanh. Luộc mình đỡ cho nó sôi là được rồi nha cả nhà. Giờ mình đi chút ra rổ tắt bếp và cho nó réo. Cái đậu hũ mình luộc á nó đã nguội rồi. Chút đây. Giờ mình cho vào thau mình đi vẽ ha. Mình vẽ quen. Đó, mình luộc xong. Vẽ cho nó nát luôn nha. Xong rồi mình mới đi quắt lại cho nó réo. Bây giờ chút vẽ cái phần đậu hũ này đã xong rồi nè, nó nát như vậy luôn là được ha. Mình sẽ đi vắt cái này ha. Chuẩn bị miếng giấy mùng này. Bây giờ mình sẽ cho đậu hũ vào trong cái miếng giấy mùng này hết. Rồi mình đi vắt qua cho nó réo nước. Mà nó vắt đi cái phần đậu hũ này nè. Đó, mình túm lại. Đó. Đó, nước nó ra ha. Mình vắt cho nó réo luôn. Đó. Rồi, bây giờ nó để khô rồi nè. Mình cho ra thau ha. Mình trụng sơ que nó để được réo rồi thì mình bỏ vô mình vắt lại nha. Rồi cái này là mình luộc nhiều nó sẽ bấy cái miếng chẻ hết ngon. Đó, bây giờ đó nó nước nè. Đó, mình bóp gì nè. Đó, mình bóp nó ra nước nè cả nhà. Đó, chỉ vậy thôi. Đó, mình đi xuống gì rồi là nó ra. Chứ mình đừng có bóp mạnh với nó bấy hết là nó không có dai cái miếng chẻ ha. Tại vì mình luộc mà nhiều quá nó không có còn cái miếng độ dai của cái tàu hủ ki nữa. Rồi bây giờ được rồi nha. Bây giờ mình để được rồi mình cho vào hết trong cái đậu luôn ha. Mình đổ vào hết luôn. Đó. 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 Nó còn như gì nè. Nếu mà nó nát lại cái miếng chẻ mình nó không có dai nữa ha. Những cái đậu hủ và tàu hủ ki mình đã vắt nó khô rồi nha cả nhà. Đó. Mình vắt nó khô như gì rồi được rồi nha. Bây giờ mình sẽ cho những cái gia vị vô nha. Đây là 20g bột năng á, mình cho vô luôn nha. Làm 10g đường cho vô luôn ha. Hạt nêm mình cũng cho vào hết luôn nha. Về tiêu mình cũng cho vào luôn. Mình cắt ra 2 bị luôn, 40g nha cả nhà. Mình cắt ra 2 bị rong biển luôn. Để đậu này luôn. Mình bóp vô nha. Mình bóp vô từ từ gì nè, cho nó nát ha. Nó nát thì mình bóp cho nó thật nát gì luôn nha. Đó, mình cứ bóp hết cho 2 bị gì luôn nha. Mà tàu hủ ki thì mình làm cái món chẻ này nó lẹ mà ăn nó ngon nữa. Mình sẽ trộn cái phần hỗn hợp cái phần này lên nha, cho nó gia vị nó đều với nhau rất là thơm. Mình vắt nước như gì á, mình gói á nó chắc cái chẻ, với thứ hai nữa là nó ngon lắm cả nhà ơi, chiên nó ngon lắm. Mình trộn nó thật đều lên hết như vậy rồi mình sẽ đi gói chẻ thôi ha. Tàu hủ ki nãy mình chừa lại á, thì giờ mình cắt ra nha. Mình cắt đôi ra để mình gói á.
mình cắt đôi cái miếng này ra như vậy sẽ đi gói. Bây giờ mình sẽ gói chẻ. Cái xỉn của mình nhỏ thì mình gói ba cây chẻ nó nhỏ nha, mình hấp nhé. Đó, bây giờ mình gói cỡ từng này được rồi. Đó. Mình bỉa lại nè, đơn giản thôi. Mình bỉa hai bên lại luôn. Bên này mình cũng bỉa lại luôn. Mình sửng nhỏ thì mình gói cây nhỏ, còn sửng lớn thì mình có thể mình gói cây lớn ha. Đó. Gói lại như gì nè. Đó. Mình bỉa hai cái đầu nó hai bên vô nha. Mình bỉa hai đầu nó hai bên như gì xong mình gói. Gói chặt cái tay tí. Đó, mình gấp lại gì nè. Xong rồi mình đỡ qua một bên. Nó dư cái này mình chai vô đây. Tiếp theo mình cứ gói những cái chẻ như gì nha cả nhà nha. Giờ mình gói những cái chẻ như gì đã xong rồi nè cả nhà. Để xong rồi bây giờ mình sẽ cho vào cái sửng này. Đó, nó vừa tầm giữa cái sửng nhà trúc luôn, thành trúc gói nhỏ như vậy á. Mình đã gói những cái kẻ chẻ này đã xong rồi. Giờ mình đi hấp nha cả nhà nha. Khi mà nước sôi thì mình cho lên sửng hấp này á, nửa tiếng là được rồi nha cả nhà nha. Giờ mình sẽ đẩy nắp lại nửa tiếng thôi ha. Nửa tiếng là được ha cả nhà ha. Được 15 phút rồi mình mở ra cả nhà xem nha. Mình hấp được 15 phút rồi đó. Để nắp lại mình hấp thêm cũng nửa tiếng là được ha. Giờ nửa tiếng rồi được rồi nha cả nhà. Thì tiếng rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Mà mình để cho nó nguội rồi mình gỡ nó ra. Nó dính cỡ nó không có sao đâu. Mình dùng tay mình gỡ nó ra nha. Giờ Trúc sẽ để cho những cái chẻ này nó nguội ha. Mình dùng cái tay này mình mở nó ra. Mình cho vào đây. Đó, nó gỡ ra những cái chẻ nó xong rồi. Giờ mình đỡ nguội nha cả nhà. Đỡ những cái chẻ này cho nó nguội. Dù thích thì mình đi chiên ăn. Dài, mình sẽ cắt ở trong thử nha. Cả nhà nào muốn ăn hấp thì đỡ như gì ăn. Ăn với bún nó cũng ngon. Mà cả nhà muốn ăn chiên thì mình cắt ra mình chiên nó càng dai ngon hơn nữa nha cả nhà. Bây giờ chút sẽ cắt ra. Còn ở trong của nó nè. Cả nhà rất là dai nha, chứ không phải cắt những cái miếng đậu này ra, những chẻ này ra mình chiên lên á, nó dai nó ngon lắm. Ăn là ghiền nha cả nhà. Mình cắt cái gì này mình chiên lên. Cái này có thấy ngon không? Rất là dai. Trúc cắt hai cây. Trúc cắt hai cây đậu ra như vậy nè. Trúc đi chiên. Còn đỡ không như gì, Trúc thử ăn một miếng không như gì nó ngon nha. Nó ngon lắm. Nó vừa tầm ăn luôn, nó không có mặn mà cũng không có lạt đâu nha cả nhà nha. Hấp như gì cũng rất là ngon. Cả nhà không muốn chiên thì khỏi chiên cũng được. Chẻ tàu hủ kỳ rong biển là xong. Bây giờ mình sẽ đi chiên cái phần này. Cho một ít dầu vô ha. Cho dầu vô, mình không có cần dầu nhiều. Bây giờ mình mở cho nó vàng nha cả nhà. Xếp chưa hết rồi, bây giờ mình để cho nó vàng rồi mình mới chở nha. Bây giờ nó vàng rồi nè, mình chở qua nha cả nhà. Chưa ăn mà thấy thiệt. Đó, nó vàng á. Mình chiên nó lên á, trời ơi, ăn là tuyệt vời luôn á các bạn. Ăn là ghiền nha. Ăn là ghiền cái món này á. Dai 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 ngon. Nó vàng mình chở vô cho nó vàng cho nó ngon. Mình là chịu khó mình chiên ngon á. Nhỏ gì nó cũng ngon. Đó, mình làm mình hấp xong á, mình cắt ra mình chiên như vậy nè.
rất là tuyệt vời nha cả nhà nha. Bây giờ mình đỡ cho nó vàng một bên nữa là mình vớt ra được ha. Mình chuẩn bị một cái giấy tắm dầu vô đây đỡ mình vớt cái chẻ này nha cả nhà. Cái này vàng trước á thì giờ mình vớt trước. Đây nè, cái này nó vàng hết rồi nè. Mình vớt cái vàng trước nha. Mình cho vào đây. Nó thấm dầu á. Cho ngồi đây. Đây. Bây giờ Trúc để vớt những cái chẻ chiên này ra rồi. Bây giờ Trúc ăn thử miếng nha. Ngon quá, vừa tầm ăn luôn nha cả nhà. Rất là vừa miệng ăn mà ngon lẹ miệng nữa. Cả nhà mình nhớ làm thử ăn nha. Ăn miếng muốn ăn miếng nữa quá cả nhà ơi. Tuyệt vời luôn á. Ngon quá. Những miếng chẻ chiên như vậy nè, mình chiên lên á, mình ăn ra thì nó ngon lắm. Cái gì mà chiên lên thì nó ngon rồi. À này, nó giòn luôn nè cả nhà. Đó, nó giòn. Ngon ha. Bây giờ ăn rồi, ngon lắm, vừa tầm ăn. Số lượng mà Trúc đã chia sẻ lên á thì nó vừa luôn, không mặn, không ngọt, không lạt, rất vừa ăn. Thì để lại xong, cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn luôn quan tâm theo dõi kênh Trúc Hòn Phá Mê Ly Cuộc Sống Mỹ nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị em và các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.